Vào ngày 21 tháng 10, một hội nghị thượng đỉnh quốc tế bao gồm các nhà lãnh đạo của khoảng 30 nước Ả Rập và phương Tây đã khai mạc tại thủ đô Cairo của Ai Cập nhằm thảo luận cách thức giảm leo thang xung đột hiện nay giữa lực lượng Hamas và Israel, ngăn chặn nguy cơ xung đột lây lan rộng ra toàn khu vực và tìm một giải pháp cho xung đột kéo dài giữa Israel và người Palestine. Phát biểu khai mạc tại hội nghị, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi nhấn mạnh Ai Cập lên án các hành động khủng bố nhằm vào dân thường và cho biết hội nghị sẽ thảo luận một lộ trình chấm dứt thảm họa nhân đạo tại giải Gaza cũng như khôi phục hòa bình giữa Israel và người Palestine. Lộ trình này sẽ bao gồm phát hàng viện trợ cho người dân ở giải Gaza và đạt một thỏa thuận ngừng bắn, sau đó đàm phán hướng tới một giải pháp hai nhà nước. Tại hội nghị, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã kêu gọi ngừng bắn nhân đạo tại giải Gaza và hành động toàn cầu nhằm chấm dứt cơn ác mộng tồi tệ này. Về phần mình, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas khẳng định người Palestine sẽ không rời khỏi mảnh đất của mình. Trong khi đó, các lãnh đạo Ả Rập kêu gọi nối lại các nỗ lực nhằm đạt được một giải pháp hòa bình cho Trung Đông, kết thúc tình trạng bạo lực kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa Israel và người Palestine. Tương tự, Italia, Hy Lạp cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cần có biện pháp ngăn chặn leo thang xung đột Hamas-Israel và đề ra một lộ trình hướng tới giải pháp hai nhà nước. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Cairo diễn ra trong bối cảnh Israel chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trên bộ nhằm vào giải Gaza.